vào mùa giải 2017. Wow! Pha ghi bàn của Zaccasio. Cũng là một cú đánh đầu, cũng là một pha bóng bổng và tỷ số được cân bằng 2-2 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bên phía câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trận đấu giữa BKM Bình Dương và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã được bắt đầu. Wellington rất nguy hiểm và tỷ số đã được mở cho BKM Bình Dương. Ở cú thứ hai liên tiếp thì chân sút của BKM Bình Dương, Adam Cruz Wellington đã lập công. Bàn thắng thứ 5 của Wellington tại V-League năm nay. Nhịp chơi nhanh của cả hai bên, cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lẫn BKM Bình Dương trong hơn 10 phút đã qua đều tích cực đẩy trái bóng đi phía trước và họ thường xuyên có những cơ hội để uy hiếp khung thành của đối thủ. Nhưng phải đến pha bóng vừa rồi thì sức nặng của tình huống dứt điểm mới đem lại giá trị. Bóng rất dũng mãnh của Wellington, người đã theo Wellington trong tính vừa rồi là Nguyễn Văn Đức. Tầm vóc của Nguyễn Văn Đức là nhỏ hơn đáng kể so với đối thủ và sự áp sát của Nguyễn Văn Đức cũng là không đủ để có thể kiềm tỏa được sức mạnh của Wellington. Nhưng trong tình huống để thua vừa rồi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì vị trí đứng phòng ngự của Nguyễn Văn Đức mới là điều đáng nói. Tô Văn Vũ, bóng đã chạm tay. Bóng vừa chạm tay của Zaccasio. Teofilo là người đã chạy cắt mặt nhưng anh không chạm bóng. Zaccasio đã không thể kiểm soát được hành động của mình. Cánh tay của anh dang rộng, phình to một cách bất thường và cản đường đi của trái bóng sau đường truyền của Tô Văn Vũ, người đã có 3 bàn thắng. Và đây là bàn thắng thứ 4. Không có gì khó khăn. Và số 10 của BKM Bình Dương đã ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Trong chiến thắng gần nhất mà BKM Bình Dương có được tại V-League năm nay, họ đã vượt qua Đà Nẵng với tỷ số 4-0. Nhưng trong quãng đường 2 tháng vừa qua ở V-League thì họ cũng đã phải nhận rất nhiều những trận thua đậm. Thua cả 2 lượt trận trước Hà Nội với tổng tỷ số sau 2 trận là 1-8. Thua Tốt Lên Bình Định 1-4. Đang có những nỗ lực của cầu thủ Hà Tĩnh. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Paulo Madeira Oliveira vừa thực hiện một pha xử lý xuất sắc. Phút thứ 40 của trận đấu, khoảng cách được rút ngắn xuống còn 1 bàn và bên ngoài sân thì huấn luyện viên Nguyễn Thành Công và các cộng sự của mình đang thể hiện sự quyết tâm. Họ thúc giục các cầu thủ của mình cùng siết chặt đội ngũ để tiến lên phía trước. Vừa rồi rõ ràng là một bàn thắng không chỉ đẹp về tính chiến thuật, về kỹ thuật xử lý mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng để xúc lại tinh thần thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội đã phải nhận 2 bàn thua trong những phút trước đó. Pha chơi bóng đủ tinh tế và hợp lý về mọi nhẽ của cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Machado đánh đầu, thiếu chút nữa tỷ số được cân bằng 2-2. Cú dứt điểm của Paulo Madeira ở cự ly chừng 7 mét, Paulo Madeira không bị ai kèm.
nhưng pha bật lên và dứt điểm trên không của Paulo Barrera lại đưa trái bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Sơn Hải. Cú chặt bóng lên là của Phạm Văn Long. Những phút cuối của hiệp 1 đang diễn ra với khí thế rất cao thuộc về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đinh Thanh Trung. Thiếu chút nữa thì đó là phạt đối với nhà. Wellington là người đã chạm bóng và hướng đi của trái bóng lại là khung thành của đội nhà. Sơn Hải đang phải làm việc rất vất vả. Những hoạt động gần đây của Đinh Thanh Trung gợi lại rất nhiều những hình ảnh thời trai trẻ của cầu thủ này, người đã từng giành chức vô địch quốc gia trong màu áo của Quảng Nam vào mùa giải 2017. Wow! Và ghi bàn của Giang Clesio. Cũng là một cú đánh đầu, cũng là một pha bóng bổng và tỷ số được cân bằng 2-2 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sức sống đã trở lại với lối chơi của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công của đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trước khi có được những bàn thắng thì họ đã chơi có thể nói là rất quyết tâm, rất gắn bó. Và hai bàn thắng liên tiếp, cùng với đó là một loạt những pha bóng sôi nổi, hấp dẫn, có chất lượng trước khung thành của Bến Cơ Bình Dương là một phần thưởng xứng đáng. Có lẽ là Giang Clesio đã khóc. Đường chuyền là của Đinh Thanh Trung. Sự sắc bén đã trở lại với rất nhiều những cái tên quen thuộc đang chơi cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cú dứt điểm rất khó của Giang Clesio. Trung vệ người Brazil đã chọn được điểm rơi và lắc khẽ cái đầu của mình, đưa trái bóng vào ngay góc hẹp. Giang Clesio đã để bóng chạm tay dẫn đến quả penalty, khiến cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phải nhận bàn thua thứ hai. Rất nguy hiểm. Cú đá phạt góc là của Đinh Thanh Trung. Người đã trả bóng cuối cùng trong tình huống đá phạt góc vừa rồi của đội khách là Trần Văn Công. Những điểm nhấn quan trọng mà đội khách tạo ra là sự lấn lướt so với những gì thuộc về đội chủ nhà. Dứt điểm khá nguy hiểm. Cú đá từ xa của Adam Wellington. Khi mà khả năng hỗ trợ của các tiền vệ bên phía đội Bình Dương, nhưng Giang Clesio bằng sải chân dài của mình và một sự quyết tâm vẫn cứu cho khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh một nguy hiểm, một nguy cơ có thể dẫn đến bàn thua. Ở tình huống tiếp theo thì BKB Bình Dương đã có thêm một pha dứt điểm bằng đầu.